thì chia sẻ với bạn hình ảnh nha. Vẻ đẹp của một đầm sen. Đầm sen đã tàn nha các bạn. Các lá sen đã già úa và bắt đầu héo rụng. Một số lá non thì vẫn còn trên mặt ao. Nhưng sau mùa sen nở và thu hoạch bát xong thì đầm sen này đã tàn. Nhưng cũng tạo nên một cái vẻ đẹp, góc nhìn rất là đẹp của đầm sen. Như bạn nhìn thấy, những cảnh sen khô tạo nên một cái góc nhìn hình ảnh rất là đẹp.